Rồi hello chào cả nhà nha. Đây bữa nay mở hàng shipper, bữa nay mình đi chợ giùm nha. Rồi mình đi chợ giùm giao ở hẻm 3. Rồi ok. Xong đơn hàng đầu tiên nha, đi chợ giùm nha em ba. Bây giờ mình đi về quý ba mình coi có đơn hàng đi tiếp nha. Rồi ok, nhau đơn hàng nữa nha. Trời ơi, giờ tới 3 đơn hàng luôn nè quý vị. Con gà nữa, thịt heo rồi bùm la. Rồi bây giờ đi ra tới khu phố 1 rồi ghé qua đường cái bùm luôn. Rồi giao đi xịt ra. Phải có gì tí tên gì phải không? Nãy mới gọi phải không? Số điện thoại mới bị bay mất, nãy đọc không ra luôn. Gịch heo vậy phải không? Rồi ơi, cảm ơn gì. Bây giờ chị ra cái chỗ trụ sở nghe được không? Rồi xuống đây, nào xuống cái trụ sở đi. Rồi ra đi và chạy vô liền nè. Đang quay đầu đường nè. Rồi. Ở trong đường kính bơm nha. Tới trụ sở khu phố đó mình giao cho người ta. Mới gọi chị á hả? Chị đứng đó đi, chị đứng đó đi. Chị vậy? Con quỷ gà này. Làm thêm mày. Rồi chị nhận đi em đi. Cảm ơn chị. Chào cả nhà nha. Lại có đơn hàng nữa đây. Yeah. Rồi có hai cái đường giao ở chỗ bến xe Dầm Láng và một cái đường ở đường Thành Phong. Rồi tiếp tục nha. Trời ơi gạo hai đổ trời. Ơi bến xe Dầm Láng. Rồi bây giờ gọi điện thoại coi. Số điện thoại số 72. Phượng 0789 nè, có nè. Phải không? 0789 Kỵ. Tên Phượng nè. Ủa cái này số điện thoại của vợ tôi nè. Rồi 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 em coi. Dạ, đứng đặng đi. 0789 050 5732. Tên Phượng nè đúng không? Cái kênh kỵ gì? Bà nộp cái bà ghi lộn tên nè. Anh lại đặng đi. Đừng cho bà xúc bà gửi này. Gửi tiền luôn cho bà luôn phải không? Em không biết, giờ em chỉ giao đồ thôi. Em giao đồ thôi. Cái điện thoại là điện thoại của tôi đó. Thì em nói anh á, gửi cho tên Phượng chứ phải tên kỵ, anh không cảm em đúng không? Rồi rồi, hai bịch đó nhận của anh đi. Đó, ghi tên Phượng thì em nói tên Phượng thì em giao 0789 50 5. Dạ đúng rồi phải không? Rồi ok cảm ơn anh nha. Ok bây giờ gọi đường cánh bờm nữa cái. Đường cánh bờm hả? Bà con bắt máy giùm em đi. Nắng nôi. Alo chị gái được cánh bờm khúc nào vậy chị? Em có bịch đồ giao cho chị nè. Khúc nào vậy chị? Được cánh bờm chỗ nào?
Em có bịch đồ giao cho chị ở được cái bơm khúc nào vậy chị? Trời ơi. Alo, phải số điện thoại của chị gái không? Em hỏi lại là phải số điện thoại của chị gái không? Nói giùm em lại rõ giùm em được chị ở đường cánh buồm chỗ nào? Alo. Trời đất ơi quý vị. Không hiểu nổi luôn. Nó học vô nói mà nói cái gì đó không vậy, tiếp tục gọi lại không được thì đi trả lại ủy ban nha. Thiệt tình luôn. Nên hỏi vậy. Qua. Wow. Shipper là phải vậy đó mọi người ơi. Hồi nãy bác máy nói không được, bây giờ hết bác máy luôn rồi. Rồi, gọi lần nữa nha. Không được là mình gửi lại. Còn 3 lần nữa chứ giờ. Rõ ràng quý vị thấy không, bà con mình á cũng phục vụ nhiệt tình quá mà. Không đồng mà, tận tình nguyện mà. Gặp mấy shipper bình thường là bỏ đi rồi. Còn được bỏ đi. Em gọi lần thứ 3 nha quý vị. Hồi nãy bác máy nó nói cái gì không chịu nghe. Rồi không được. Ok. Dạ thưa bà con. Thì bây giờ vậy nè quý vị, em gọi tới 4 5 lần rồi mà không liên lạc được luôn rồi. Thì bây giờ em cái đơn hàng này nè. Em phải trả được lại cho ủy ban nha. Chứ bây giờ em gọi không liên lạc được, để trả hàng lại nha. Hello, rồi. Bây giờ cái đơn hàng kia tạm thời gác lại, không liên lạc được. Vừa về là có đơn hàng mới lên. Đó, rau củ, đậu, đường, về tùm lum la. Bây giờ em sẽ đến ngay chỗ cái đường vô trường mầm non. Rồi. Kính thưa bà con, thì bảo vậy em nói quý vị thông cảm thương cho mấy hoàn cảnh như thế này. Giao hàng thì gọi điện thoại bắt máy giùm em và giữ điện thoại. Còn nếu mà quý vị kỹ hơn nữa thì hãy nói người thân của mình, người mà gửi hàng á, hãy để lại số điện thoại luôn nha, để lại số điện thoại cái người gửi á. Thì nếu mà em liên lạc cái người nhận không được thì em sẽ gọi cái người gửi nha quý vị. Dạ. Ok rồi, quẹo đây. Nhà nào đây ta? Đứng ở chỗ trường, đưa vô trường mà trường học đi. Thì gọi. Rồi gọi nha. Ủa? Chỗ nào vậy? Em đang đứng ở chỗ nhà trọ ông Hai Chung nè. Nam nào? Alo. Ở vậy thiệt tình gọi chưa đó tắt máy. Rồi. Chào hàng.
Rồi bây giờ em tới đường Thống Nhất rồi nha các bà con, bây giờ gọi ra nha. Rồi ra nha chị. Rồi rồi. Rồi ra ra à. Ở cái đường Thống Nhất này nè quý vị, có tới 3 đơn hàng lận, 3 đơn lận nha. Em gọi tới 3 người luôn. Đây. Rồi bây giờ gọi thêm một người nữa. Gọi đi ra đường Thống Nhất liền nghe chị. Rồi rồi rồi, đem test thì em đợi. Rồi. Đi lộn vậy? Đợi. Đi lộn hả? Đi lộn mày vậy? Rồi bây giờ gọi thêm người thứ ba. Bà con ở trong đường Thống Nhất này đang test đó quý vị. Nên thôi chắc tới đây em đợi chút xíu thì cố gắng em đợi. Gọi thêm người thứ ba nè. Chắc đang bị chọt mũi quá. Alo. À anh Đức gì đường Thống Nhất coi gói quà nè, ra nhận nha. Ra đầu đường Thống Nhất nha. Rồi rồi rồi. Rồi ok, giờ gọi 3 người rồi đó. Bây giờ em đợi. Rồi ra đọc số điện thoại từng người, nếu đúng của ai giao người đó. Bây giờ em xịt. Xịt mấy cái gói ra nhận cho bà con luôn. Đó. Xịt sát khuẩn. Đó. Đến vậy hả? Đọc số điện thoại đi, đọc số điện thoại đây nhiều quá, không có biết ai gọi đó, tại có ghi tên người nhận không à. Nãy em số điện thoại số mấy vậy? Số điện thoại của em á, số mấy? Rồi rồi. Em tên Đức không? À rồi, cái một cái tên Đức. Rồi ok. Em đi vô trong đi, anh để đó là em lấy. Vô trong đi. Này sao ta? Bên đây coi. Rồi em nhận đi. Wow, chua 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 lủi lủi. Cảm ơn nha. Ơi shipper miễn phí nha. Ok, bây giờ cái chị Chi này có hai bịch đồ này nè, chị nói giờ để đây, để qua trong đầu đường đó, thì chút xíu chị lên chị nhận đó. Còn hai cái bịch đồ chị Trâm này nè, là chị nói bây giờ chị không thể nào ra nhà, bây giờ mình trở lại ngược lại quỹ ban chứ mày không biết giờ sao nha.